lái xe đang chạy một tròn thì nhiên nghe tiếng cạch một cái, động cơ nổ rung rập, khói ra rất nhiều. Động cơ nổ rất là rung. Kiểm tra thử các máy xem có nổ giờ không. Máy 1 nổ giờ. Máy 3 không nổ. Máy 4 nổ bình thường. Vậy là nguyên nhân tại đâu? Việc đầu tiên cần làm có lẽ là phải kiểm tra lại dây cam và điểm đánh lửa, điểm nổ xem có đúng hay không. Chúng ta cần phải tháo ra. Tháo hộp dây cam ra. Tiếp theo là tháo cánh quạt ra cho dễ làm. Tiếp theo quay máy về vị trí máy 1 để kiểm tra dấu đánh lửa. Tra điểm dấu trên bi đầu trục biểu khá chuẩn. Điểm dấu trên bánh răng trục cam cũng đã chuẩn. Và điểm dấu ở trên bu li của bơm cam cũng đã chuẩn. Như vậy là cam của chúng ta tốt, không vấn đề gì. Dưới cam căng bình thường. Vậy thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra tiếp phần mạc. Có lẽ chúng ta phải tháo nắp giàn cò ra để kiểm tra giàn cò. Có lẽ mình sẽ cò. Tháo nắp giàn cò ra xong, chúng ta kiểm tra giàn cò. Đã phát hiện ra một cái cò bị vỡ nha các bạn nhé. Vậy đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đó. Nguyên nhân là cò hút của máy số 3 nó bị vỡ, do đó là do xung pháp hút của máy 3 nó không mở ra được. Không mở, khi xung pháp hút nó không mở thì cái máy 3 nó không hút được không khí vào ra buồng đốt. Do đó nó không có áp suất nén đủ để khi dầu diesel phun vào nó bốc cháy, do đó cái máy 3 này nó không có hiện tượng cháy và nó không, hay nói khác là máy 3 nó không nổ.